Tôi cho tôi thể các bạn nhé. Thì sáng nay tôi đấy đi nhắc chúng người đây. Thì sáng nay họ lấy của tôi mất 15 móng. Thì bây giờ tôi đổ cho toàn thể các bạn xem nhé. Các bạn hôm nay họ sơi của tôi mất 15 móng rồi. Phải rửa nhóc cứ thế là về mà ốm còn xúc này thì về thì rửa. Nguyên bé tí này nhìn nhóc quá bạn. Nhìn thấy lườn này đã ướn rồi các bạn. To hàng nút nhưng mà lườn bé. Lườn hôm nay thì lườn đấy tư tỉ thôi. Quả giá lắm. Quá là tôi đi nhầm đường. Quan trường mầm non cũng tùm lắm các bạn, nhưng mà lườn nó nhỏ.
nhỏ thì cũng cứ được hơn 10 là được các bạn. Nhập dốc ký vào của nó khù lắm nó. Đây các bạn ống nó này. Được. Nó phục sự mất chút mới nằm ống kia thì. Ngại quá về lừa. Đổi cho cái chỗ cho toàn thể các bạn xem nhá. Ba mối tội này lừa nó nhỏ đổ ra cũng ngại đó là mất 15 móng các bạn. Mối tội lừa nó nhỏ quá đây tung sườn các bạn. Em cái tao vươn lên rồi kiểu mấy cái công người ta chẳng thể có tải nha, còn nó vào còn hôm nay chúng nó cho học ấy hoa đấy ha, con hoa luôn. Hôm nay nó lừa nó nhỏ quá các bạn. Mà lại mất 15 mẫu. Đây. Lừa. Các bạn vào kênh xem đi. Nhớ cho mình một like nhé. Đăng ký bấm chuông để xem video mới. Lươn này các bạn. Đấy, bưởi nhà tôi rất sai. Đây. Xe máy em đây đâu? Đi cần luôn chị. Còn ba gửi hàng. Đây. Hôm nay gửi mới đơn à? Tối hôm qua được một đơn ý, là đơn 50 của cái anh ấy. Vương Đinh Khường.
chào anh Vương Đình Cường nhá. Sáng nay là vợ tôi gọi là gửi hàng cho anh đấy. Hàng đến thì anh nhận giúp vợ trong em thôi. Tôi chào toàn thể các bạn nhé.